tạo được ấn tượng trong lần gặp gỡ đầu tiên không phải là điều dễ dàng. Nhưng khi đặt bước chân đầu tiên vào tòa tháp Capital Palace, tòa nhà văn phòng cho thuê cao cấp tọa lạc giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, bạn sẽ cực kỳ ấn tượng với không gian thiết kế kiến trúc đẹp mắt, được trang bị hệ thống cổng cửa hiện đại với model FLS của thương hiệu Gunnable, nhập khẩu trực tiếp từ Ý, là chuyên gia hàng đầu thế giới về các giải pháp kiểm soát ra vào. Với 3 hệ thống cửa phân làn kiểm soát ra vào, được bố trí lắp đặt tại 3 khu vực kiểm soát an ninh tại sảnh trung tâm của tòa nhà. Với tốc độ lưu thông nhanh, là giải pháp giúp đảm bảo chống ùn tắc vào các khung giờ cao điểm. Cùng với sự kết hợp thông minh của hệ thống cửa phân làn tích hợp thiết bị xác thực danh tính bằng thẻ và điện thoại, hệ thống giúp cho việc đảm bảo an ninh toàn diện xuyên suốt 24/7. Tại Capital Palace, công ty TechPro cung cấp hệ thống cửa phân làn model FLS của thương hiệu Gunnable, nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Đây là một trong những mẫu cửa được rất nhiều tòa nhà cao cấp lựa chọn đưa vào thiết kế hệ thống kiểm soát an ninh tổng thể. Khi được tích hợp với module quản lý thang máy và phân tầng hiện đại, hệ thống giúp cho khách hàng có được sự riêng tư và an ninh đặc biệt. Capital Palace là một trong những khách hàng tiêu biểu trong hàng trăm khách hàng đã tin tưởng lựa chọn TechPro là nhà cung cấp thiết bị cổng cửa an ninh, kiểm soát ra vào tại các tòa nhà văn phòng cao cấp. Không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế, TechPro còn chinh phục các đối tác bởi dịch vụ tư vấn triển khai thi công, chăm sóc bán hàng chuyên nghiệp, đặc biệt là dịch vụ bảo hành bảo trì riêng 24/7 với số hotline 1900 2035. Với nhận thức công nghệ là yếu tố quyết định mang đến sự khác biệt về chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, làm tăng khả năng cạnh tranh và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, chúng tôi đặt ra cho mình sứ mệnh phải thúc đẩy việc ứng dụng các công nghệ mới trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua các sản phẩm dẫn đầu thị trường, TechPro mong muốn trở thành một trong những đối tác tin cậy, góp phần giúp các khách hàng xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi, công ty cổ phần phát triển công nghệ TechPro, là đại diện thương hiệu của hãng Gunnable tại Việt Nam. Ở Capital Place, chúng tôi cung cấp hệ thống cửa phân làn FL của Ý, gồm 17 làn kiểm soát cửa. Chúng tôi có các quy trình bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, bảo trì định kỳ tổng thể 3 tháng một lần nhằm kiểm tra và đánh giá các sự cố cũng như là các nguy cơ có thể xảy ra